comment thì sẽ vào nhau, thì sẽ vào nhau. Và cái like thì tùy các bạn thôi, cái like này mình like 4,5 thôi và liền chúng ta bẻ vào trong. Đây là mặt trong cái tay áo này. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ cái tay nha. Cái lai tay này là 5 cm, các bạn chừa ra 5 cm cho mình. Xong rồi các bạn lên cho mình 6 cm. Còn là đoạn ngắn thôi, 6 cm ha. Chiều dài tay 24 ha, mình lấy bằng cái hộ giấy này luôn. Cái này mình chỉ vẽ cái phần xếp, mình hướng dẫn cái phần xếp cho các bạn thấy thôi ha. 19 xong. Đây là phần tay căn bản này. Bây giờ cái tay này xếp hai con thì là 6 cm, mỗi con 3 cm, hai con 6 cm ha. Đây là phần lai tay này, lai 5 cm. Các bạn lên đây cho mình 6 cm. Cái phần xếp này 6 cm thì cả hai con 6 cm thì các bạn qua cho mình 6 cm nè. Để nó dễ thấy nè. 6 cm. 16 cm nè. Các bạn tự lên thời điểm này, lên đây cho mình 1,5 cm. Xong các bạn lấy cho mình ở dưới line này nè, từ điểm gấp đôi này ra 8 cm hoặc 7,5 cm ha. 7,5 cm nha các bạn, 7,5 cm thôi, 7,5 cm. Các bạn nối dài xuống cho mình. Các bạn chia đôi cái phần này ra là 6 cm, 3 cm. Cái phần này xếp này, xếp một con này, đây xếp một con là thành 2 con. Các bạn chia đôi cái khoảng này ra ha. Cho nên là mình ra từ, mình từ điểm này vào đây 6 cm. Xong các bạn lấy cửa tay 14 cm. Cái áo và cửa tay bao nhiêu thì các bạn lấy ra bấy nhiêu nha. Bạn vẽ thẳng ra. Xong rồi các bạn lên cho mình 1,5 cm. Đến công có lai tay ha. Lai tay bắt buộc phải đến công nha các bạn. Mình sẽ cắt đây, mình sẽ chừa đường may 1 cm. Kiểu tay này mặc rất là dễ thương nha các bạn. Chừa 1 cm 1 cm. Cái này các bạn cắt bằng cái sườn tay này, các bạn chừa ra 2 cm. Trên này thì các bạn chừa 1 cm. Mình sẽ hướng dẫn các bạn xếp ha. Bạn xếp lên giấy nè. Xem là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn may trên vải luôn ha.
dung nó sẽ như vậy. Sau các bạn xếp, bắt đầu từ cái con giữa này trước nè. Bạn xếp cái này. Cái cạnh này nó bằng nhau nha, các bạn không được dứt qua như vậy hoặc là xỉa lên cao quá. Vừa lên thì cái mép này nó sẽ bằng nhau này. Nó vừa chạm nhau này, vừa tròn qua một tí xíu rồi. Sẽ như vậy ha. Xong rồi tiếp tục ngay cái góc này. Các bạn gấp tiếp rồi. Đây là vào cái góc này luôn. Nó hở ra tí xíu nha các bạn. Chứ đừng có chồng quá này nó sẽ che mất cái con ly này. Hở ra một ly. Các bạn sẽ may mũi kim nhỏ xíu chút đây rồi chút xíu chúng ta còn ráp nữa. Và hở ra một ly chứ. Một ly thì cái bên này nó mới đẹp được. Mình sẽ chụm lại. Chụm lại một cái góc này, nó phải hở ra tí xíu. Sẽ có hai con bên nó hở nó như vậy. Xong rồi các bạn lật mặt trái ra. Rồi cái may. May tới cái góc này. Và cái điểm này lên đây tới cái góc này là các bạn có một cái tay. Nào các bạn may lai tay thôi ha. Em mình hướng dẫn thêm dễ. Thêm vải cho các bạn dễ làm hơn ha. Hướng dẫn mình xếp cho các bạn xem nha. Đây là điểm giữa nè. Nó vải này nó hơi khó nhìn chút xíu nhưng các bạn cố gắng nha. Đây là cái điểm, đây 3 xăng, rồi đây ra đây 3 xăng. Ở góc này, ngay cái góc này luôn. Nó sẽ xéo như vậy. Sẽ như vậy. Cái này một xăng, đường may một xăng. Các bạn hình dung không? Đó, nó sẽ như vậy. Đây là điểm giữa ha. Từ cái 3 xăng này. Cái đoạn này 6 xăng, hoặc từ đây 3 xăng các bạn bắt từ cái con này. Con mẹ vô cái điểm giữa này, nó sẽ có một cái nếp này. Cái này nếu mình may vải trơn nó sẽ đẹp hơn. Rồi cái cạnh nó sẽ bằng nha. Cái con bên này cũng như vậy. Đây là cái điểm mình bấm này. Bắt từ chỗ 3 xăng này vô. Nó sẽ chữ V như vậy. Nhưng các bạn cố gắng để cái mép này cho nó bằng nhau đó, không nó không được cái được xéo như vậy thì cái này nó lòi ra thì không được ha. Bằng để em những cái mép vải này nó bằng nhau. Rồi, sẽ có một con ben rồi ha. Tiếp tục nha, ngay cái góc này luôn, ngay cái góc này nha. Các bạn cầm đây, bạn xếp lên đây luôn. Thế một có một con dài như vậy. Các bạn may chút xíu thôi, các bạn may một mũi nhỏ thôi để cho nó giữ lại thôi. Bên này cũng vậy, các bạn phải đo hai cái góc này, hai cái đoạn mình chừa ra cho nó bằng nhau để mình ráp cho nó bằng ha. Chính xong tới cái góc này.
họ chĩa qua đây thì sẽ có một cái con bàn nó dài như vậy, con xếp ly đó, con xếp ly nó sẽ dài như vậy. Chúng ta may một mũi nhỏ thôi nha, tí xíu thôi cho nó giữ lại thôi. Các bạn thấy chưa, một con hai con nè. Rồi các bạn lật qua mặt trái, các bạn rác gấp này lại ha. Đây là cái điểm này, cái điểm mình chốt ha, nhưng mà các bạn cực không được may ra xa này nha, các bạn phải may cho nó hở ra một chút xíu. Nó phải hở ra chút xíu như vậy nè, chứ đừng có may sát quá thì nếu may sát quá thì hai cái này nó sẽ xếp lại gần nhau quá, nên nó che mất cái con ly ở trong này nha. Các bạn phải hở ra một ly như vậy, như vậy là xong xong cái tay xếp của mình. Các bạn vẽ ra xong, các bạn vẽ lên, các bạn may lai cắt sổ tay ha. Khi chúng ta may lai thì nó sẽ ngậm lên 1 xăng hoặc 8 ly nha. May lai chúng ta bạn chốt đi, không có bằng này. Mình may ngang qua chỗ cái điểm mình xếp nè các bạn, cho nên là mình phải úp cái tay xuống mình mới thấy được ha. Giấu cái mép này vào trong, ra cái tay xếp như vậy ha.